con đường lập nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà cho dù ra sao đi nữa thì con cũng phải kiên trì, phải vững vàng, tuyệt đối không được bỏ cuộc. Vì bỏ cuộc là thất bại, con hiểu không? Dù đục dù trong nghe, con sông vẫn chảy. Dù cao dù thấp thì cây lá vẫn xanh. Dù người phàm tục hay người tu hành cũng phải bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê cuộc đời là méo mó, sao ta không tròn tử nơi tâm? Đất ôm cho muôn hạt nảy mầm, những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng. Nếu tất cả đường đời là trơn láng thì chắc gì ta đã nhận ra ta. Trên cuộc đời ai cũng có thể tiến xa, nếu vấp ngã phải biết vươn mình đứng dậy. Hạnh phúc cũng giống như bầu trời này vậy, không chỉ dành cho một riêng ai. Bốn điều mà bạn nên khắc cốt ghi tâm để tồn tại trong cái xã hội đầy khắc nghiệt này. Nghe nha. Số 1, nếu có ai đó dạy bạn ấy, thì đừng phản bội họ. Chưa có bất kể một ai mà thành công thực sự mà đi lừa thầy phản bạn đâu bạn ạ. Số 2, nếu mà có ai đó giúp đỡ bạn ấy, đừng phụ lòng họ. Bởi vì kiếm được một cái người thực sự giúp đỡ chúng ta lúc chúng ta khó khăn ấy, khó lắm. Số 3, nếu có ai đó tin tưởng bạn ấy, thì đừng lừa gạt họ. Bởi vì cái số lượng người tin tưởng bạn trong cái xã hội này ấy, ít lắm. Và số 4, nếu có ai đó bỏ rơi bạn á, thì đừng quên họ, hay lấy đó làm động lực để chúng ta tiến về phía trước và xây dựng một cái tương lai vững chắc hơn bạn nhá. Quay sao đi? Về hả? Phải. Đi đâu vậy? Về nhà. Rồi sau đó? Đi làm. Không đi làm được không? Không đi làm ăn nuôi thôi à? Chuyện gì? Tôi nuôi cô. Ta nuôi nổi anh trước đã. Thật khờ. Quả ra sau bao nhiêu mệt mỏi tôi mới hiểu được rằng chỉ có bản thân mình là hiểu mình. Chỉ có mình mới đem lại cảm giác an toàn cho chính mình. Còn lại, dù lạ hay quen, thì không một ai có thể đủ bao dung hay thấu hiểu để mình có thể gửi gắm hết tâm tư trong lòng cả. Sống ở thành phố nhộn nhịp này, kể cho ai nghe một bí mật là phải phụ thuộc người ta nhiều lắm. Người đồng cảm thì ít, kẻ cười thầm thì nhiều. Cuối cùng, ngoài lặng thinh ra thì chẳng còn biết làm gì. Anh em hỏi là sao mà mình chia tay 8 năm rồi mà mình không quen ai hết? Tại vì em thấy em nghèo quá, sợ quen người ta rồi người ta cũng bỏ. Đừng để cho mình trở nên tội nghiệp trong mắt ai đó. Đến khi mà người ta đã thật sự người ta chia tay rồi á, bạn có làm cái gì người ta cũng không quay lại. Bạn có tội nghiệp, bạn có dằn vặt bản thân như thế nào người ta cũng không quay lại. Bởi vì người ta đã chọn đi rồi. Hãy để cho người ta giữ cho mình cái hình ảnh đẹp, để một lúc nào đó người ta nghĩ lại người ta vẫn thấy à, quý cái thời gian đó. Hôm nay họ chê bạn hiền, ngày mai họ chê bạn khờ. Đây chính là người yêu bạn. Thường phê bình bạn nhưng là khẳng khái giúp bạn, đây chính là quý nhân. Bạn giúp đỡ họ cả trăm lần mà họ không ghi nhớ một lần. Ngược lại, khi bạn không giúp họ nửa lần thì họ lại hận mãi mãi không quên. Đây chính là tiểu nhân. Cuộc đời rất thực dụng. Khi bạn hữu dụng thì người tìm bạn vô số. Khi bạn vô dụng thì người xa rời bạn cũng vô cùng. Đừng nên nghe lời mặt đường vua nịnh. Cần phải xem hành động chân chính. Nói hay vĩnh viễn không bao giờ bằng làm tốt. Con đường đã đi qua mới biết đường dài hay ngắn. Chuyện đã trải qua mới biết trong đó có vui mừng hay đau thương.
trải nghiệm, cảm nhận rồi mới biết đó là thật hay giả. Có một số việc chỉ cần biết là đủ, đâu cần nói ra nhiều. Chỉ cần nhớ khi bạn cần, ai xuất hiện, ai quan tâm, đó mới chính là người có duyên với bạn. Một ngày mình có 24 tiếng đúng không? Làm sao mình sống trọn vẹn 24 tiếng? Đừng nghĩ ngày mai, nghĩ hôm nay thôi. Ngày mai chưa tới mà. Hôm nay làm sao mình sống tốt với ngày hôm nay là ok. Ngày mai tính tiếp. Tất cả những người phụ nữ đến với tôi rồi rời đi, họ rời đi và mang theo sự giả dối nữa. Và tôi đang nghĩ là tôi sẽ không bao giờ tin một ai nữa, đặc biệt là phụ nữ. Và cho đến khi em xuất hiện, em làm cho tôi tin là đây là người phụ nữ mà tôi có thể tin tưởng. Khi ta nóng tính, ta không có kiềm chế được miệng lưỡi, ta mà lỡ lời rồi đó, dù sau này hai người ngồi lại để xin lỗi nhau, con nghĩ những cái lời xúc phạm đến thân danh người kia, nó còn vẫn còn để lại trong tâm của họ những vết thương khó để mà tẩy xóa lắm, thưa các bác, các anh chị. Nhất là đối với các phụ nữ, đàn ông nói ra những tiếng gì là phụ nữ họ nhận ra hết. Và như thể là máy in khắc ghi vào trong tâm của họ. Và cho dẫu mình có một lời, hai lời xin lỗi thành thật, nhưng mà những cái lời đó nó nhức nhối lắm, thưa các bác, các anh chị. Nhà mình nghèo thì mình phải chấp nhận thôi. Ông nào thích thì thích chơi, mà ông thích chơi thì thôi. Nếu bạn tốt với tôi, hiểu tôi thì tôi cảm ơn, còn không hiểu thì thôi. Sao cũng được. Nói tôi kỳ bo cũng được, nói tôi kiệt sĩ cũng được, nói tôi bần tiện hà tiện cũng được, nói tôi làm sao cũng được. Bố mẹ của tôi ở nhà đỡ khổ là được. Tôi chỉ cần vậy thôi. Tôi cũng chả xin gì của các ông, đúng không? Nhà bạn giàu thì bạn thong thả, nhà tôi nghèo tôi vất vả vậy thôi. Và tôi vẫn luôn cố gắng từng ngày biến mình thành một cỗ máy kiếm tiền, nghiền nát mọi khó khăn và áp lực. Như một con sói hoang với cái đầu sắc lạnh, ít nói và lầm lì, gan lì và bản lĩnh. Gạt bỏ ngoài tai những lời bàn tán, từ bỏ mọi cuộc chơi, xa rời chốn hoa lệ. Tôi biến mình thành một diễn viên với khả năng che giấu cảm xúc bằng những nụ cười. Và tôi làm tất cả mọi thứ cũng chỉ vì một điều duy nhất, đó là gia đình. Nhịn đi con, để tâm con sáng suốt, thoát hồng trần và cuộc sống khổ đau. Gắn lên con, cứ nhẫn nhịn đi nào, dù họ có làm con đau đến mấy. Nhịn đi con, giữa dòng đời xô đẩy, lẽ vô thường ai nấy cũng xuôi tay. Cứ giữ tâm nhẫn nhịn sống từng ngày, giữa bão tố trong gai con có Phật. Nhìn đi con, sống bằng tâm chân thật, hơn thua gì được mất của thế gian. Nhìn đi con, để cuộc sống an nhàn, tuy sống với cảnh trần gian cám dỗ. Nhìn đi con, để thân tâm không khổ. Này con, đừng mãi chạy theo những thứ không thuộc về con, bởi nó đã làm con đủ mệt rồi. Con có thể quan trọng với ai đó một lúc, nhưng chuyện một đời là cổ tích xa xôi. Con phải hiểu, hoàng hôn dù có đẹp đến mấy, cũng sẽ đến lúc phải nhường cho màn đêm buông xuống. Vì mọi thứ vốn dĩ là vô thường, thì làm gì có cái gọi là mãi mãi. Con hãy biết trân trọng chính mình và mỉm cười lên con nhé.